Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp ngồi chơi vẫn trúng đậm, trở thành đại gia. Vậy thì con giáp nào có số may mắn, trúng lớn, giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 9 tháng 2 năm 2023, thứ năm dương lịch. Âm lịch là ngày 19 tháng 1 năm 2023, là ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão, tiết khí lập xuân, ngày trực thành. Hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Sát chủ và giờ Thụ tử, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Sát chủ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, lục hợp với tuổi Mão, xung với tuổi Thìn, hình với tuổi Sửu và tuổi Mùi, phá với tuổi Mùi. Về ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, hôm nay là ngày Mậu Tuất, tức ngang hòa, nạp âm bình địa mộc, kỵ tuổi Nhâm Thìn và tuổi Giáp Thìn, ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt người tuổi Canh Ngọ, tuổi Mậu Thân, thuộc hành thổ, không sợ mộc, ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần, Ngọ, thành hỏa cục. Xung Thìn, hình Sửu, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Mùi. Tam sát kỵ tuổi, Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Thìn và tuổi Giáp Thìn. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Mậu Thân và tuổi Canh Thân. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Tuế Đức, tốt mọi việc, Thiên Hỷ, thi ân phong bái, thưởng hạ, yến hội, thăng quan, nhậm chức, kết hôn, lạp thái, vấn danh, giá thú, cát. Thiên quan, thăng quan, nhậm chức, tam hợp, tốt mọi việc, đại hồng sa, bách sự đều cát. Hoàng ân, tốt mọi việc, tư mệnh, khởi tạo, tu táo, tạo táo, thụ phong, cát lợi. Dương đức, giá thú, đính hôn, khai thị, nhập trạch, tạo tác, cát. Sao xấu thì gồm có sao Thụ tử, kỵ trăm sự không dùng, thăng quan, khởi tạo, giá thú, nhập trạch, trừ săn bắn, an táng thì tốt. Nguyệt yếm đại họa, kỵ giá thú, xuất hành. Cô thần, kỵ giá thú. Quỷ khốc, kỵ thành phục, trừ phụ. Đại họa, bách sự kỵ. Địa hỏa, kỵ tài trùng, nguyệt trúc hỏa, tác diêu, tu diêu, hung. Đại sát, kỵ tuyển tướng, huấn binh, xuất binh, hành sư, xuất sư, hành binh. Phi liêm, kỵ thu dưỡng lục xúc, thu lạp. Trong đó có sao Tuế Đức, tam hợp là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Thụ tử là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 9 tháng 2, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như mở tường, san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gà, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính bắc để đón tài thần và đi theo hướng đông nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh
là ngày đường phong, rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 9 tháng 2 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ phải chịu những tổn thất không hề nhỏ trong ngày này. Kẻ tiểu nhân nhằm lúc bạn đang yếu thế mà giáng những đòn hiểm độc, khiến bạn gặp không ít khó khăn trở ngại. Đây chính là lúc bạn cần chứng minh được bản lĩnh vững vàng cũng như năng lực của mình để có thể giải quyết được những rắc rối hiện tại. Hãy tự tin vào chính bản thân mình, đừng e sợ trước bất cứ thế lực nào. Chuyện tình cảm nhờ có phượng cát nên nguyện vọng của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Những người đã có đôi có cặp cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mạnh dạn hơn trong việc chủ động theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, được sự trợ giúp để sớm hoàn thành công việc dang dở. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, không nên tin tưởng người khác thái quá. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của người khác. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, chớ nên hiếu thắng, nói năng không suy nghĩ. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 98, 78. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương hình tác động khiến người tuổi Sửu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường không suy nghĩ kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Về mặt tình cảm, cũng dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc chịu tác động từ người thứ ba, nên vận trình có thể gặp phải những bất lợi hoặc hiểu lầm không đáng có. Hãy đừng quá nóng nảy mà nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói điều gì để tránh gây tổn thương cho nhau. Kiếp tài xuất hiện thì còn khiến cho bạn cảm thấy nản lòng và cho rằng công sức của mình đổ sông đổ bể. Thêm vào đó, những mục tiêu trong công việc của bạn vẫn chưa hoàn thành nên tâm trạng bồn chồn không yên. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, nên sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, có thể bị khiển trách do thiếu kiềm chế bản thân. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, nên tự tin thể hiện năng lực sẵn có, giữ thái độ khiêm tốn. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, hãy tranh thủ học hỏi thêm kiến thức mới. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, nói năng phải cẩn trọng kẻo bị chê trách. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 70-97. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy, tam hợp trợ mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần thêm phần thăng hoa thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội kết giao với những đối tác tiềm năng, khả năng sẽ được ký kết những hợp đồng đem lại lợi ích giá trị cao. Thiên tài xuất hiện thì còn đem đến cho vận trình tài lộc của con giáp này, đảm bảo cho bạn có một nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh được các thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho người tuổi Dần.
vận trình tình duyên khởi sắc. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều. Những mâu thuẫn giữa đôi bên dần được xóa bỏ và thay vào đó là những chia sẻ và cảm thông dành cho nhau. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, đạt được thành công nhờ sự hào hứng và niềm đam mê. Với người tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp và thấu hiểu. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, thích thể hiện quan điểm của bản thân. Với người tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, sống để người ta phải nể. Với người tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, nên dành thời gian quan tâm tới nửa kia. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 63, 36. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Mão có được chỗ dựa tinh thần từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nên bạn cảm thấy tự tin với năng lực của mình. Họ có thể là người mang lại cho bạn lời khuyên quý giá để khai mở khả năng của bạn cho hiện tại và tương lai. Người còn độc thân có thể nhận được lời giới thiệu của người thân hoặc bạn bè trong ngày hôm nay. Trước khi biết đối tượng gặp gỡ là ai, bạn chớ nên có thái độ cự nự, tiêu cực hoặc chống đối. Chính tài mang tới cơ hội cải thiện tình hình tài chính cho con giáp tuổi Mão. Chỉ có điều là bạn có đủ năng lực để nhận diện và phát triển nó hay không mà thôi. Nếu chưa thể kiếm được nhiều tiền ngay, thì bạn cũng học hỏi được khá nhiều kiến thức bổ ích. Đó là nền tảng tốt cho tương lai của bạn. Với người tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, học cách tích lũy và đầu tư với số tiền mình có trong tay. Với người tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, cần trau chuốt cách diễn đạt, chớ thẳng thắn quá mức. Với người tuổi Quý Mão, mệnh Kim, nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 72, 1. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thìn phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, khiến tâm lý trở nên bi quan tiêu cực. Dù chỉ gặp phải một rắc rối nhỏ nhỏ cũng khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc, thậm chí là than thân trách phận. Tỷ kiên cũng cho thấy sự nghiệp của con giáp này không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc. Thìn Tuất xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của bạn và nửa kia có dấu hiệu rạn nứt. Bạn cần tin tưởng người ấy hơn, chớ vội tin theo những lời đồn thổi. Hai người cần trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, chứng minh bản thân bằng hành động thực tế. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, đừng chần chừ do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Với người tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Với người tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, người không tốt thì không nên tiếc. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 83, 68. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ.
Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thương quan gây ra nhiều tác động xấu trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng, nhiều mâu thuẫn khó hòa giải nảy sinh, khiến nhiều người tính đến chuyện bỏ việc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cho mình, nhất là trong thời buổi khó khăn hiện giờ. Bạn không nên làm việc gì trong cơn nóng này, bởi như vậy có thể gây ra sai sót hoặc hối tiếc sau này. Hãy suy nghĩ lý trí hơn. May mắn nhờ có Hồng Loan mang đến tình duyên tốt đẹp, tình cảm chân thành khiến đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối nhân duyên rất hứa hẹn, giúp bạn cảm thấy được yêu mến nhiều hơn. Người độc thân không vội vã tìm kiếm người yêu mà tin vào nhân duyên, bởi bạn quan niệm tình cảm không thể cưỡng cầu. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, hãy dùng lý trí để phân tích vấn đề. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, hãy tâm sự với người đáng tin cậy. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, có thể tìm thêm việc để cải thiện thu nhập. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, học hỏi nhiều để có tầm nhìn xa hơn. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 16, 67. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hợp trợ giúp nên người tuổi Ngọ gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Hai người có thể ngay lập tức bắt tay cùng phát triển. Thực thần ghé thăm, túi tiền của con giáp này sẽ ngày một đầy thêm, nhất là với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Những cơ hội kiếm tiền xuất hiện liên tiếp trong khoảng thời gian này. Hãy tin tưởng lựa chọn hạng mục đầu tư phù hợp. Hôm nay, bạn luôn rất tự hào về gia đình mình và bạn luôn quan niệm người trong nhà cần trò chuyện, tâm sự với nhau thường xuyên để có thể thấu hiểu, tránh được những hiểu lầm hay nghi kỵ không đáng có. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nhận được tin vui về tài chính từ các khoản thu phụ. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, quý nhân giúp giải quyết được khó khăn. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, tin tưởng vào bản thân và cố gắng hơn nữa. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, tình cảm bước vào giai đoạn ổn định. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 90-73. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Mùi thường xuyên là cái đích để kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Ngoài ra, kiếp tài cũng nhắc nhở người tuổi Mùi
cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ quyết định giá trị nào đó. Còn nếu bạn cứ để cảm xúc can dự vào những việc như vậy, thì có thể không bao giờ có kết quả tốt đẹp sau một ngày làm việc. Tương hình ảnh hưởng xấu đến vận trình tình duyên. Các cặp vợ chồng cần tôn trọng không gian riêng của nhau. Người đang yêu cảm thấy người ấy đang cố tình thay đổi bạn theo ý muốn của họ, mặc dù bạn rất nhiều lần nói với họ rằng những gì bạn đang làm không có gì sai cả. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, không nên ỷ lại quá nhiều vào may mắn. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cuộc sống. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, các mối quan hệ gặp dấu hiệu rạn nứt. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, cần dốc toàn lực để hoàn thiện hạng mục dang dở. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, nên tập trung làm tốt việc của mình. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 31, 76. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện trước đây của người tuổi Thân đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bạn trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Thổ sinh kim thúc đẩy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia thêm phần tốt đẹp. Gác lại những bận rộn sau lưng, đôi bạn không quên dành cho nhau những phút giây hạnh phúc. Dù ngắn ngủi thôi, nhưng đó lại là liều thuốc tinh thần quý giá dành cho cả hai người. Thiên ấn xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt, cũng như đưa ra những định hướng cho tương lai. Sau khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình rộng mở hơn nhiều. Với người tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, thoải mái thể hiện năng lực nhờ quý nhân nâng đỡ. Với người tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nên tập trung khắc phục vấn đề rắc rối. Với người tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, cần phải kiểm soát tài chính cá nhân thật tốt. Với người tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, chưa thực sự chắc chắn với tình cảm của mình. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 87, 79. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thích hợp hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy tam hội phù trợ, con giáp tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của tập thể nhờ có sự thông minh và tinh tế khi giải quyết công việc. Ngoài ra, bạn còn có khả năng gắn kết tập thể khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Đường tình duyên của bạn có được nhiều điều thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân thì vận trình tình duyên khá tốt. Ngày này bạn đang nổ ra ngoài giao lưu thì bạn càng dễ gặp được người ưng ý. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng có nên hãy trân trọng. Tuy nhiên, cục diện tương hại thì lại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Dậu. Bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Vì vậy, hãy nên tập trung vào công việc và đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, không nên tìm cách làm giàu bất chấp. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, có mong muốn được chứng tỏ bản thân. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, hãy tìm kiếm những khoản đầu tư hữu ích. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 67, 26.
Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, tỷ kiên gây họa, người tuổi Tuất làm lãnh đạo dễ gặp phải chuyện không như ý muốn trong ngày hôm nay. Những hành động sai trái của cấp dưới khiến bạn phải đau đầu giải quyết. Hãy bình tĩnh xử lý và chớ hành động một cách quá mức nóng nảy. Người làm nhân viên cũng có thể sẽ vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp. Hôm nay khuyên bạn chớ nên tìm cách làm hại người khác, bởi nếu làm việc sai trái, không chỉ lương tâm bạn bất an, mà bạn còn phải chịu hậu quả thích đáng sau này. Ngũ hành thổ vượng, giữa các cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, có thể dẫn tới chia lìa đôi ngả. Người tuổi Tuất và người ấy không ai chịu nhượng bộ vì luôn đặt cái tôi quá cao, muốn bảo vệ cái tôi hơn cả tình yêu, nên mối quan hệ mới rạn nứt, khó có thể hàn gắn được. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, phương diện tình cảm bình hòa êm đẹp. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, chớ coi thường ý kiến của người khác. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh kim, chớ nên thờ ơ với gia đình của mình. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện năng lực hoàn thành kế hoạch. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 51, 37. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính quan báo hiệu những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Hợi trên phương diện sự nghiệp. Bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Vì thế bạn đừng ngại vất vả khó khăn. Hôm nay, bạn cũng có nhiều cơ may tiền bạc, có người mang đến những cơ hội, mặc dù ban đầu là thách thức, nhưng nếu bạn đủ bản lĩnh, thì nó cũng dễ trở thành vận may, tiền bạc sinh sôi không ngừng. Đặc biệt những ai theo nghiệp kinh doanh, thì hôm nay là ngày có được kết quả rất tốt. Ngoài ra, thiên hỷ có đem tới cho người tuổi Hợi vận tình duyên hòa thuận và tốt đẹp. Có thể bạn sẽ có được những niềm vui hạnh phúc, hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, vận khí vượng phát, sự nghiệp có bước tiến quan trọng. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, công sức được trả công xứng đáng. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, hút về nhiều tài lộc may mắn cho bản thân và gia đình. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh kim, tìm được cộng sự tin cậy có lợi cho bản thân. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 99, 23. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích,
hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo. Sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.